Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu thiệt mạng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà trong sáng 24 tháng 5 vừa qua. Nghi phạm của vụ án là Nghiêm Thị Nhi, 48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, đã bị bắt giữ rạng sáng qua. Theo thông tin ban đầu, sáng 24 tháng 5, bà Hoàng Thị Vượng, 71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, dẫn hai cháu nội là Đàm Đức Tiến, 4 tuổi và Đàm Thị Nguyên Thảo, 3 tuổi, qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi chơi. Tại đây, ba bà cháu xin xuống vườn hái bơ nhưng xảy ra cãi vã với bà Nhi. Sau đó, bà Nhi dùng dao băm lá dâu chém liên tục vào người bà Vượng, rồi quay sang chém hai cháu Tiến và Thảo. Khi thấy ba nạn nhân tử vong, bà Nhi lôi thi thể ra sau vườn đào hố chôn, rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng, cách nhà khoảng 50 km. Đến đêm ngày 24 tháng 5, khi nhận được tin báo về sự việc, bà Hoàng Thị Vượng cùng hai cháu không về nhà. Lực lượng công an huyện Lâm Hà phối hợp cùng người dân địa phương đi tìm kiếm và phát hiện thi thể ba bà cháu trong vườn nhà bà Nhi. Đến rạng sáng 25 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nhi khai nhận do xảy ra mâu thuẫn từ năm 2018 với con trai và con dâu bà Vượng nên bức xúc và ra tay sát hại ba bà cháu.